Chào mừng các bạn đến với kênh Sử Quán TV. Có lẽ các bạn đã biết trên thế giới có rất nhiều hồ nước nổi tiếng, thu hút nhiều khách tham quan du lịch. Vậy đã bao giờ bạn hỏi vì sao lại có hồ và các hồ nước ấy có giống nhau hay không? Mình mời các bạn cùng Sử Quán TV theo dõi video để tìm hiểu câu trả lời nhé! Các bạn thân mến, hồ là những vùng trũng chứa nước tương đối rộng và sâu trên bề mặt trái đất, không thông với biển. Nguồn cung cấp nước cho hồ là nước mưa, nước ngầm, băng tuyết tan. Hồ thường không có hình dạng và kích thước nhất định. Có những hồ rất lớn, diện tích rộng hàng vạn km như hồ Victoria ở châu Phi, hồ Azan ở châu Á. Nhưng cũng có những hồ nhỏ chỉ rộng vài trăm mét vuông đến vài km vuông như hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm ở Việt Nam. Về phân loại, hồ có nhiều nguồn gốc hình thành khác nhau. Nhưng tự chung được phân chia thành hai loại là hồ tự nhiên và hồ nhân tạo. Hồ tự nhiên bao gồm hồ móng ngựa, hồ vết tích của các khúc sông là loại hồ hình thành do uốn khúc một con sông qua thời gian. Đoạn sông cũ trên dòng chảy mất đi tạo ra đường đi cho dòng sông mới, vết tích dòng sông cũ để lại. Ví dụ, hồ Tây Hà Nội, vết tích của sông Hồng. Hồ băng hà được hình thành do băng hà di chuyển qua bào mòn mặt đất, đào sâu chỗ đất đá mềm để lại vũng nước lớn. Ví dụ, như các hồ băng ở Phần Lan, Canada. Hồ miệng núi lửa là hồ hình thành trên miệng trũng của núi lửa đã tắt, nước tụ lại khi chảy ra sông. Hồ kiến tạo là loại hồ hình thành ở vùng đất bị sụt lún do động đất gây ra và di chuyển các mảng kiến tạo. Ví dụ, hồ ở Đông Châu Phi. Ở hoang mạc, gió tạo thành các cồn cát cao, chân cồn cát tạo thành nơi trũng, nước tụ lại thành hồ, các hồ này rất nông. Còn hồ nhân tạo là hồ do con người tạo nên để trữ nước làm thủy lợi, thủy điện hay công viên, vân vân. Ngoài ra, dựa vào tính chất của nước, hồ được chia làm hai loại. Thứ nhất là hồ nước ngọt, loại hồ này chiếm nhiều nhất trong lục địa. Thứ hai là hồ nước mặn, chiếm rất ít. Hồ có thể do di tích của biển, đại dương bị cô lập giữa lục địa hay trước kia hồ là hồ nước ngọt, nhưng vì khí hậu khô hạn nên nước hồ cạn dần và tỷ lệ muối khoáng trong hồ tăng. Lợi ích hồ: nhờ có hồ nối với sông mà sông được điều hòa chế độ nước sông. Khi nước sông dâng lên mùa lũ, nước chảy vào các hồ, đầm. Khi nước sông xuống mùa khô, nước trong hồ chảy ra để cho sông đỡ cạn. Sông Mekong luôn được điều hòa là nhờ có biển hồ ở Campuchia. Hồ cũng là nguồn cung cấp nước quan trọng cho sinh hoạt và sản xuất, nuôi trồng thủy sản, giao thông, du lịch, thủy điện, điều hòa khí hậu và nghiên cứu khoa học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy bấm like và đăng ký kênh Sử Quán TV để theo dõi các video mới nhất nhé!